萧炎屡败屡战，是要将其修炼成功，让萧炎终于凑齐完整版三千雷幻身。根法斗技并不完整，谁知火焰散去后，众人这才震惊发现本身，这让他的天山血潭之行更有把握。Lúc này đây, đúng vào lúc khoảnh khắc con rồng đất lao về phía Nạp Lan Yên Nhiên, thì từ trên trời cao, Huyền Trọng Xích đã liền phóng xuống đập tan công kích của đối thủ. Sau đó, thân ảnh Tiêu Viêm cũng liền hiện ra. Thế vậy, một trong ba tinh kia thanh âm vang lên nói, tại hạ Hoàn Thiên, Địa Linh Môn, chuyện này không liên quan tới các hạ, vẫn mong đừng xem vào. Cả đám nam nhân các ngươi liên thủ bắt nạt một cô gái, nói ra không sợ khiến Địa Linh Môn mất mặt hay sao? Nghe vậy phía sau, Nạp Lan Yên Nhiên kinh ngạc lắp bắp nói, Tiêu Viêm, thấy thế, lạnh lùng đáp, cô không sao chứ? Không có việc gì, cũng nhờ ngươi kịp thời xuất hiện. Nghe thế, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, còn đám người kia, thanh âm rất nhanh vang lên quát. Ngươi muốn anh hùng cứu mỹ nhân sao? Nghe thanh âm của đám người kia, Tiêu Viêm lạnh lùng đáp. Phắn! Lời vừa dứt, cầm Huyền Trọng Xích trong tay, Tiêu Viêm cũng liền phóng thẳng về phía ba người kia. Chỉ trong tích tắc, khi thân ảnh Tiêu Viêm xuất hiện, Trọng Xích liền đập thẳng lên người ba tinh kia, chấn bay bọn họ lui về phía sau, trên miệng vì thế cũng rỉ máu. Chứng kiến tràng cảnh vừa diễn ra, Nạp Lan Yên Nhiên liền đưa tay lên, nét mặt thập phần kinh ngạc chẳng nói thành lời. Thế vậy, trên một tảng đá lớn, Phương Trần nhảy xuống phía dưới, sau đó hắn ta vỗ tay thật lớn rồi nhìn về phía Tiêu Viêm nói: "Không tồi, ngươi là Tiêu Viêm phải không? Người xung đột với Phong Lôi Các chính là ngươi sao?" Nghe thấy lời này, Nạp Lan Yên Nhiên khẽ nói: "Tiêu Viêm, cẩn thận, hắn rất mạnh." Nghe thế, Tiêu Viêm khẽ gật đầu hỏi: "Tại sao bọn họ lại ra tay với ngươi?" Ở ngoài núi Thiên Mộ có một mê trận, ta có thông linh bạch hồ có thể dễ dàng qua đó, đám người kia ra tay là muốn cướp bạch hồ đi. Nghe vậy, Tiêu Viêm lúc này mới thấy giật mình, còn Vương Trần, hắn ta liền nhìn Tiêu Viêm nói, ta cũng không có hứng thú gì với bạch hồ của ngươi, chỉ là ba tinh kia muốn mà thôi. Bạch hồ sẽ không đưa cho ngươi, vì vậy mời rời đi. Vương Trần ta cũng không phải là người dễ đuổi đi như vậy. Nghe thế, Nạp Lan Yên Nhiên giật mình nói, Vương Trần sao, ngươi là Hoàng Tuyền Các Vương Trần? Tiêu Viêm, hay là đem bạch hồ cho bọn hắn đi. Không có bạch hồ, chúng ta sao qua được mê trận? Nghe Tiêu Viêm hỏi vậy, nhất thời nữ nhân kia đứng hình. Thế nhưng, Tiêu Viêm rất nhanh đã trấn an nói, yên tâm đi, việc này giao cho ta. Dứt lời, Tiêu Viêm nhìn Vương Trần nói, Vương Trần, bạch hồ này nếu ngươi muốn, phải xem ngươi có bản lĩnh đó hay không. Trước đó, ta từng gặp Đường Ưng, hắn ta nói phía sau sẽ có bất ngờ. Nếu đã như thế, ta muốn xem liệu ngươi có bất ngờ như lời hắn không. Tiếng nói vừa dứt, thân hình Vương Trần liền hóa thành một đạo hắc tuyến vọt mạnh tới, thủ chảo trong tay cũng liền đánh thẳng về phía Tiêu Viêm. Đối diện với đối thủ, cầm Huyền Trọng Xích trong tay, vung lên, Tiêu Viêm liền cùng tên kia hung hăng va chạm. Trong khoảnh khắc đó, thiên địa đột nhiên ầm vang, một vụ nổ lớn làm đất đá nơi này bay tứ tán, kinh khí bắn mạnh ra xung quanh. Thế vậy, Nạp Lan Yên Nhiên giật mình sợ hãi, còn Vương Trần bị Tiêu Viêm đánh lùi lại, hắn kinh ngạc nói, dị hỏa sao? Dứt lời, Vương Trần cũng liền lùi lại, phía sau lưng hắn xuất hiện một cái không gian màu bạc. Vừa lùi, thanh âm hắn vừa vang lên nói, người đúng là có vài phần bản lĩnh, chuyện hôm nay coi như bỏ qua, trên thiên dương đài, ta chờ ngươi. Dứt lời, Vương Trần cũng liền biến mất bên trong màn ánh sáng kia. Còn Tiêu Viêm, thấy đám người kia lùng cồm bò dậy, thanh âm vang lên quát, các ngươi còn chưa phắn sao? Nghe thế, đám người kia không dám quay đầu mà liền một mạch chạy về phía xa. Tới đây, Tiêu Viêm mới quay đầu lại nhẹ nhàng nói, ngươi cũng muốn đi đến Thiên Sơn Huyết Đàm sao? Ừ, mặc dù biết thực lực của ta muốn lọt vào con số 10 người rất khó, thế nhưng ta vẫn muốn đến một lần coi như lịch lãm. Thời gian qua, các ngươi khỏe chứ? Lão sư rất tốt. Cô ấy cũng tới Trung Châu Bắc Vực sao? Lão sư có dặn qua, không được cho ai biết về chỗ ở hiện tại, đặc biệt là ngươi. Nghe vậy, Tiêu Viêm chỉ biết lắc đầu đáp. Chỉ cần cô ấy an toàn là được, ta cũng muốn đi Thiên Sơn Huyết Đàm. Nếu như ngươi muốn, có thể đi theo ta. Sẽ không liên lụy đến ngươi chứ? Ta đối với dạy thiên mộ cũng không quen, có ngươi ta cũng có thể bớt lo một chút. Nghe vậy, Nạp Lan Yên Nhiên gật đầu, sau đó hai người liền tiến về phía trước. Vừa đi, Nạp Lan Yên Nhiên thanh âm vừa vang lên nói, cẩn thận, chúng ta vẫn chưa an toàn, bởi vì nơi đây bị một bộ tộc ma thú gọi là Phệ Kim Thử tộc khống chế. Nghe nói, tộc trưởng của gia tộc này đã đạt đến thất giai, thực lực sánh ngang với cường giả lục tinh đấu tông. Có một gia tộc ma thú như vậy chiếm giữ mà Thiên Sơn Huyết Đàm có thể đến lượt những người khác sao? Không lâu trước đây, một cuộc chiến đã diễn ra, Phệ Kim Thử tộc thất bại. Bởi vậy, bọn họ đã lập ước định, 10 danh ngạch đi vào Thiên Sơn Huyết Đàm, Phệ Kim Thử tộc chiếm 2 vị trí, còn 8 vị trí còn lại phải dựa vào bản lĩnh mà đạt được. Nghe vậy, Tiêu Viêm nhíu mày, vừa đi vừa trò chuyện, hai người rốt cuộc cũng tới được phía dưới mê trận. Nhìn mê trận lơ lửng giữa không trung kia, lông mày Tiêu Viêm chợt nhíu lại. Bất chợt, phía xa từ trên mê trận lại xuất hiện hàng loạt công kích phóng tới. Thấy thế, hai người cũng phải lập tức tránh né.
Tuy nhiên, tên kia vẫn công kích vô cùng ác liệt, khiến Tiêu Viêm phải liên tục tránh né. Sau một hồi, cước bộ của Tiêu Viêm bất chợt biến ảo, để lại tàn ảnh, anh ấy liền lao về phía trước, đập mạnh vào người tên kia chấn bay hắn ta ra xa. Thế nhưng, ở gần đó, bất chợt xuất hiện một tên khác chỉ trong thoáng chốc đã lao về phía Nạp Lan Yên Nhiên công kích. Thế vậy, Nạp Lan Yên Nhiên không kịp phản ứng mà chỉ lặng yên nhìn công kích lao tới người mình mà thôi. Rất may, đúng vào khoảnh khắc nguy hiểm thì Tiêu Viêm đã như tia chớp lao tới chắn trước người nàng. Sau đó, một quyền tung ra, anh ấy liền đấm bay tên kia về phía sau. Chậm rãi đứng dậy, thanh âm Tiêu Viêm lạnh lùng vang lên quát. Tới gần phạm vi 10 thước, lập tức bỏ mạng. Nghe thế, đám người kia không cam lòng, bọn họ nhìn những người xung quanh nói. Mọi người cùng nhau ra tay, đoạt lấy thông linh Bạch Hồ, cho dù tên kia có là cửu tinh đấu hoàng cũng không ngăn được chúng ta đâu. Dứt lời, một đám người với hai cánh sau lưng đã liền lao về phía Tiêu Viêm. Thế vậy, thu lại trọng xích vào trong tay. Ngay sau đó, đấu khí trên thân xích bùng cháy, Tiêu Viêm liền thi triển diễn phân phệ lãng xích, đập thẳng về phía trước. Trong khoảnh khắc va chạm, đám người đang lao tới liền bị đập bay ra xa, thân thể cứ thế rơi xuống đất nằm la liệt. Thấy thế, nhanh chóng quay sang Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu Viêm liền nói, cô đi vào trước đi. Nghe vậy, Nạp Lan Yên Nhiên nhẹ gật đầu đáp, ta sẽ ở cửa mê trận chờ ngươi. Đáp lại, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, còn Nạp Lan Yên Nhiên điểm nhẹ mũi chân, nàng cũng liền phóng người liền đi vào mê trận. Nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên đi vào, trọng xích trong tay Tiêu Viêm bung lên, đấu khí cũng liền bạo phát. Thấy thế, đám người kia cũng mau chóng xoay người bỏ chạy. Nhìn họ, Tiêu Viêm chợt cười nhẹ nói, bây giờ mới đi thì đã chậm rồi. Nghe vậy, đám người kia quay người lại thì phía xa, diễn phân phệ lãng xích đã liền phóng ra, bay về phía bọn họ. Trong khoảnh khắc va chạm, từng tiếng nổ mạnh do năng lượng bạo phát vang lên, một đám người cứ thế bị đánh bay ra xa. Nhìn đám người kia, Tiêu Viêm liền thu lại huyền trọng xích, sau đó lạnh lùng quay đầu lại. Thế nhưng, bất chợt xuất hiện một thanh âm vang lên nói, chàng trai, thủ đoạn rất ngoan độc, nhưng mà ngươi khiến nơi này loạn lên như vậy rồi, ngươi nghĩ có thể rời đi dễ dàng như vậy sao? Dứt lời, một thân ảnh già nua xuất hiện. Nghe vậy, Tiêu Viêm liền hướng về phía người kia đáp, vị lão tiên sinh này hẳn là tiền bối Kim Thử tộc. Tiểu tử, ngươi ánh mắt cũng không tệ lắm. Vạn bối Tiêu Viêm có chút lỗ mãng, mong rằng lão tiên sinh không trách móc, đây là một chút ít khí tu đan dùng để hồi phục đấu khí, ta tặng ngài. Ha ha, tiểu tử, ngay khi ta nhìn thấy ngươi đã cảm thấy rất thuận mắt. Yên tâm đi, nơi này ta sẽ cho người thu thập, tiểu tử ngươi không cần lo lắng, cứ đi đi. Đã như vậy thì đa tạ lão tiên sinh rồi. Dứt lời, Tiêu Viêm cũng lập tức phóng người lên không trung và bay vào mê trận. Vừa vào, Nạp Lan Yên Nhiên cũng đã ở sẵn bên trong đó. Sau đó, nàng liền đi về phía Tiêu Viêm và dẫn anh ấy rời khỏi mê trận. Cứ thế, hai đạo thân ảnh như tia chớp nhanh chóng vọt đi xuyên qua màn ánh sáng năng lượng bảy màu lơ lửng giữa không trung. Rất nhanh, trở ra từ mê trận, hai người thân hình liền phóng thẳng về phía đỉnh núi, nơi có Thiên Sơn Đài mà đến. Cũng trong lúc đó, ở tại đỉnh núi Thiên Mộ, trong khi Phượng Thanh Nhi đang tựa lưng vào vách đá suy nghĩ về Tiêu Viêm, thì bất chợt, vị lão nhân giám khảo của lần tuyển chọn lần này xuất hiện, thanh âm vang lên nói, đã đến giờ, sống quan bắt đầu đi. Dứt lời, ông định cho khảo nghiệm bắt đầu, thì từ trên trời cao, thanh âm Tiêu Viêm bất chợt vang lên nói, khoan đã. Nghe thế, mọi người liền quay đầu lại thì thấy từ trên trời cao, thân ảnh của Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên bay xuống. Ngay sau đó, hướng quyền về phía vị lão nhân kia, Tiêu Viêm nói, thật có lỗi, ta tới chậm một chút, hy vọng không có trì hoãn mọi người đi vào sống quan. Nghe vậy, vị lão nhân giám khảo cười nhẹ đáp, vẫn là tới kịp giờ, không sao. Đáp lại, Tiêu Viêm liền nói với ông lời cảm tạ. Sau đó, mang theo ánh mắt dò xét, Tiêu Viêm nhìn về phía những người ở phía trước. Bất chợt, anh ấy dừng lại trên người một nữ tử nhỏ nhắn. Thấy thế, Nạp Lan Yên Nhiên nói, cẩn thận với cô bé kia, nàng chính là thiên tài trẻ tuổi nhất của Tinh Vận Các. Nghe vậy, Tiêu Viêm khẽ nhíu mày. Đến đây thì hết tập 99 phần 5 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.